Là một người chạy bộ, chúng ta đều muốn có cho mình một đôi giày vừa ý. Đôi giày sẽ giúp chúng ta đạt được sự thoải mái cũng như là nâng cao hiệu suất trong chạy bộ. Nếu đi phải một đôi giày không vừa ý có thể gây ra chúng ta nhẹ thì có là sự khó chịu, nặng có thể dẫn đến nguy cơ về chấn thương. Đặc biệt khi bạn là một người cơ bản chân phẳng thì bạn cần lưu ý gì trong một đôi giày chạy bộ? Trong video này tôi sẽ chia sẻ các bạn cách để lựa chọn một đôi giày chạy bộ cho người cơ bản chân phẳng. Chúng ta cùng bắt đầu. Hãy bắt đầu từ cấu trúc vòm bàn chân. Thông thường vòm bàn chân là cái phần hõm của bàn chân của chúng ta. Vòm bàn chân sẽ có tác dụng phân bố lực. Khi chúng ta tiếp đất xuống mặt đất, phân bố lực đều ra khắp bàn chân. Nhưng tuy nhiên, khi đối với người bàn chân phẳng của chúng ta là phẳng tiếp xúc hoàn toàn luôn luôn phẳng với mặt đất, thì cơ chế sự hỗ trợ cơ chế của vòm đã bị giảm đi một cách đáng kể. Nếu chúng ta bàn chân chúng ta phẳng hoàn toàn thì gần như là chúng ta không có sự hỗ trợ của cơ chế vòm. Nên là một số cái phần cơ xương sẽ phải chịu một số cái lực tác động lớn hơn. Và chúng ta cũng biết rằng khi chạy thì lực chúng ta tiếp xúc mặt đất có thể gấp đến 2 đến 3 lần so với chúng ta đi bộ thông thường. Do đó lực tác dụng lên bàn chân sẽ lớn hơn. Khi chạy, bàn chân đối với bàn chân phẳng có xu hướng cuộn vào trong một cách quá mức, tức là lực chúng ta tác động rất nhiều lên phía mé bên trong của bàn chân thì nó còn tác động mạnh hơn nữa đến cái hệ cơ xương khớp của chúng ta. Do đó đối với một đôi giày, khi chọn giày thì các bạn cần chọn một đôi giày có cái phần bên trong của đôi giày này. Nó sẽ hỗ trợ nâng vòm bàn chân chúng ta lên một ít. Tùy thuộc vào cái mức độ sụp vòm của bạn và chúng ta cần có một cái đôi giày có mức độ nâng làm sao cho phù hợp với bàn chân của mình. Đối với chúng ta khi có bàn chân phẳng, chúng ta mất đi sự hỗ trợ của cơ chế vòm, bàn chân ta cũng phẳng hoàn toàn này. Nên là khi mà chúng ta tiếp chân xuống mặt đất thì cái hệ cơ, đặc biệt là gân gân chân, là luôn luôn gần như là sẽ luôn luôn bị căng. Nên là nếu chúng ta chạy thì cái lực tác động, như các bạn thấy là lực tác động khi chạy có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần, làm cho cái gân gân chân là rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người càng về già cái hệ cơ nó bắt đầu yếu đi. Ngoài ra này thì khi chúng ta có bàn chân phẳng thì khi chúng ta đi thường là chúng ta bị lệch chân tiếp xúc vào trong quá này, nó sẽ tác động đến mắt cá, nó lệch vào trong một cách quá này thì nó sẽ tác động đến mắt cá chân cũng như là đầu gối, chúng ta không được thẳng. Đấy là ba những nơi nó bị tác động của cơ chế vòm. Sau đó khi chọn một đôi giày, bạn cần một đôi giày nó có hỗ trợ phần vòm chúng ta, nó nâng đỡ một phần của vòm ta phù hợp, làm sao để phù hợp mức độ của bàn chân, nó làm cho cái chân của ta khi tiếp đất nó thẳng này. Bây giờ tức là khi bước thông thường khi bàn chân phẳng thì chúng ta chạy chúng ta tiếp đất vào trong này, nhưng khi với cơ chế hỗ trợ của đôi giày chúng ta tiếp đất làm sao nó chỉ vừa đến đây thôi, là mình rời chân khỏi mặt đất, nó giảm cơ chế sự tác động của vòm bàn chân. Cái yếu tố thứ hai mà các bạn cần quan tâm khi chọn một đôi giày đó là độ êm, hay chính là độ êm hay độ đệm của đôi giày. Các đôi giày khác nhau thì có cái đế giày mỏng khác nhau, đôi đế mà càng dày thì thường nó có đệm êm hơn, khả năng chống sốc là tốt hơn. Việc lựa chọn một cái đôi giày có mức đế phù hợp, ngoài việc chúng ta đạt được sự thoải mái êm thì nó cũng giúp chúng ta là hấp thụ được cái lực phản lực lên. Khi chúng ta tiếp đất xuống thì lực từ dưới đất sẽ phản lên đôi chân, tức là sẽ tác động vào đôi chân. Thì với một cái đế tốt sẽ giúp chúng ta là giảm được cái phản lực lên bàn chân. Ngoài ra thì bạn cũng cần chọn một đôi giày làm sao có thiết kế bảo vệ cái phần mắt cá chân của bạn, với cái việc ôm cái gót chân tốt để bảo vệ cái chuyện là xoay của cổ chân, đặc biệt là cái mắt cá. Các cái vật liệu mà đế thì chúng ta nên dùng thường là các vật liệu mềm đàn hồi như xốp hoặc là gel. Tuy nhiên thì bạn cũng cân nhắc sẽ lựa chọn một cái đế quá dày hay quá mỏng. Khi đi quá dày thì cũng có thể là một đôi giày cũng không hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Bạn nên thử nó lên chân trước khi lựa chọn. Một trong những tính năng tiếp theo là liên quan đến độ ổn định của đôi giày. Một trong những tính năng gần như quan trọng, rất quan trọng của đôi giày cho bàn chân phẳng là khi thông thường khi chúng ta chạy thì bàn chân chúng ta có xu hướng cuộn vào trong. Xu hướng cuộn vào trong một cách quá mức thì nó gọi là over pronation, tức là chúng ta cuộn vào trong một cách quá mức thì khi chúng ta rời chân thì chân là phần tiếp lực chủ yếu là phần má trong này. Là bạn chạy như này. Phần tiếp lực bạn rời chân ở phía trong này. Nên là cái phần trong này thường bị tác động rất là lớn của bàn chân. Thì các đôi giày được thiết kế cần làm sao là hạn chế cái việc chuyển động này. Nên là các đôi giày thường là sẽ được hạn chế chuyển động bằng cách khi bạn thử cầm đôi giày, bạn vặn đôi giày này sẽ rất là khó. Bởi vì những đôi giày này được thiết kế là hạn chế các chuyển động của bạn vào trong quá mức. Phần thứ hai là cái phần phía bên trong của đôi giày này cũng sẽ làm được gia cố một cách chắc chắn hơn, được đầu tư nhiều hơn để làm giảm cái lực tác động của bạn lên phía cái má trong của đôi giày này.
Và cuối cùng, một phần không thể thiếu được đó là sự thoải mái của bạn trong đôi giày. Một đôi giày chạy bộ phù hợp phải là một đôi giày mang lại cho bạn sự thoải mái. Thoải mái đầu tiên sẽ là kích thước của bàn chân với đôi giày. Một đôi giày chạy bộ được khuyến nghị sẽ dài hơn chiều dài bàn chân của bạn từ 1 đến 1,5 cm. Bạn cũng cần tìm cho mình đôi giày có chiều bề ngang đôi giày một cách phù hợp. Đôi giày các bạn thông thường bạn hay lựa chọn một đôi giày có kích thước hai lớn hơn, nhưng đó không phải cách lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn đến một cửa hàng giày chuyên dụng, bạn có thể hoàn toàn tìm được các mẫu giày có kích thước bề ngang rộng để phù hợp với bề ngang và bề rộng bàn chân của bạn. Một đôi giày tốt cũng cần có các cái chất liệu thoáng khí giúp bạn bàn chân bạn luôn khô ráo và thoáng mát. Và cuối cùng, chúng ta đã đi qua một lượt làm thế nào để chọn được một đôi giày chạy bộ tốt. Chúng ta cần có một đôi giày có hỗ trợ vào bàn chân, một đôi giày có hỗ trợ chúng ta là về độ êm đế cần giảm phản lực, một đôi giày có độ ổn định tránh chúng ta cuộn bàn chân trong một cách quá mức, một đôi giày cần phải vừa với bàn chân của bạn. Và nếu điều đó vẫn còn trở thành khó khăn với bạn, bạn có thể đến với Happy Run Thế Giới Chạy Bộ, cửa hàng chạy bộ chuyên dụng có máy đo chân 3D thì giúp bạn chính xác kiểu bàn chân cũng như là tư vấn vấn bạn làm sao lựa chọn được đôi giày chính xác nhất. Nếu bạn cảm thấy thích video này, hãy like, subscribe và chia sẻ với những người bạn của mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.